Ơi, có phải dùng sạc nhanh là máy sẽ nhanh chai pin hơn không ạ? Cái này là đương nhiên em phải hiểu là dùng sạc nhanh thì máy của chúng ta nó sẽ nóng, thế cho nên pin dễ bị chai hơn. Lời khuyên của mình dành cho các bạn để giảm thiểu việc chai pin thì chúng ta nên lựa chọn những củ sạc có nguồn ra 10 12W. Ví dụ trên tay mình đây là một củ sạc RapPower, một thương hiệu đến từ Mỹ, dùng cực kỳ là ngon. Thêm vào đấy thì làm thêm quả cáp đen chính hãng của Apple này nữa, MMI thì nó xịn sò rồi, không phải lo. Combo này khi chúng ta sạc ấy thì nó chỉ lên đến 12W thôi. Máy chúng ta sạc không quá chậm mà cũng không quá nhanh, nên chắc chắn pin của chúng ta nó sẽ bền hơn. Anh ơi, có nên cập nhật iOS 15.6.1 không anh? Có em ơi, đây nó là một cái bản cập nhật vá rất nhiều lỗi từ iOS 15 đến tận bây giờ. Đây nó cũng là bản final rồi trước khi Apple tung ra bản iOS 16 nhá. Anh ơi, bây giờ mua MacBook Air M1 còn ngon không ạ? Con này cực kỳ là ngon luôn, vì thứ nhất là về giá thì hiện tại chỉ loanh quanh 22 23 triệu với máy mới, còn với hàng open box sẽ rẻ hơn khoảng tầm 2 triệu. Thế cho nên các bạn cứ yên tâm mà mua. Anh ơi, máy em XR bản VC trên A có phải bật lốc không anh? Muốn kiểm tra lốc hay không ấy, em chỉ cần reset lại máy, rút SIM ra, chọc SIM vào, nếu mà nó hiện lên SIM hộp lệ thì nó bảo lốc. Còn bản VC trên A thì nó là xuất xứ từ Canada, không phân biệt qua mã này được.